Mình đã phân vân không biết nên lấy cái vali nào trong hai cái này, và chồng mình khuyên nên lấy cái này. Tôi muốn nó và tôi có nó. Đã lâu lắm rồi thì mình mới hào hứng như thế này. Ngày mai thì cả nhà mình sẽ bay về Hải Phòng. Nhưng mà cái điều thú vị ở đây là bố mẹ mình không hề biết điều đấy. Mình và anh chị mình đã thông tin mật với nhau, nhưng mà hoàn toàn giữ kín với bố mẹ. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị hành lý để ngày mai có thể bay về Hải Phòng nhé. Nhưng mà trước hết thì gọi điện cho mẹ để thao túng tâm lý thêm một lần nữa. Thế chương trình ngày mai như thế nào? Đấy hiểu. Đi về. Ông nói đi. Hôm lâu trước khi nó bảo nó đặt đâu mình ngồi đấy ấy hả? Nó đặt đâu mình ngồi đấy mà nó lại còn không gặp mình, như xong rồi là mình chẳng biết gì cả. The next day. Vậy là hành trình bay về của nhà mình bắt đầu. Đây là ra tới sân bay rồi này. Khúc này chồng mình bảo em quay cho anh ngầu ngầu tí, rồi là ngầu dữ chưa. Tính ra đây là chuyến đi đầu tiên trong năm nay của cả nhà mình ấy. Đi đâu cũng ngại vì có con nhỏ, nhưng trộm vía chuyến đi này mình khá lẳng man. Ngoài việc không chịu ngồi yên thắt dây an toàn trên máy bay ra thì mọi thứ đều ổn cả. Cả nhà mình ngồi trên máy bay 1 tiếng 45 phút là đã về tới nhà rồi này. Hồi hộp cơ. Đâu, nhà này nào. Kế hoạch phá sản tại vì hai ông bà mắt mờ. Mắt mờ không được thấy. Bây giờ mình thấy nhau rồi. Nhím nó bảo là bà sẽ khóc. Đâu bà có đâu. Bà lên hình là phải đeo tình kim đấy. Mẹ có biết là cái kế hoạch này từ bao giờ? Con mua cái vé của con còn trước cái vé của mẹ. Mua từ tháng 6. Ba nay bạn chẳng biết gì cả. Nó bảo là đi đón bác kiện hàng đấy. Phải bác kiện hàng. Mấy đứa bảo là chắc là nó có chút sinh nhật sớm. Đây là món gà nướng lẩu gà. Bây giờ sẽ đến chương trình đi food tour ở Hải Phòng. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Đúng là không có một cái gì giống với cái plan đặt ra trước cả. Từ chuyển sang đi ô tô, rồi là đi bộ từ cái bến xe về đây, không tìm được chỗ thuê xe máy, xong rồi đặt khách sạn, rồi thuê xe máy ngay tại khách sạn. Không có một cái gì là giống với plan luôn.
Hey, up on that mountain with that nigga rap shit. Hey, you know I'm just here really trying to pass me. Hey, nonsense or roll, keep that ass nasty. Hey, you don't know about them, but I do love. This right here, this that true love. Hey, so what happened to love? Bitch, I'm trying to school, get your new, hey. Hơi đắng so với mình. Chào mừng anh đã đến với Hà Nội. Vừa nãy thì đã cho anh thưởng thức món đầu tiên. À không phải món đầu tiên mà ý là một món ăn rất là nổi tiếng ở chỗ Hồ Gươm này. Đấy là kem Tràng Tiền. Vừa nãy kem Tràng Tiền mình ăn là vị truyền thống, vị vani. Bây giờ thì nó đã có rất nhiều vị. Anh thì thấy nó như nào? Ngon, 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 ngon. Chắc là phải tầm 6-7 năm thì rồi thì mình mới quay lại Hà Nội. Lâu lâu cũng thích đi Hà Nội chơi. Đợt này thì hai vợ chồng mình về làm khá là nhiều việc, tranh thủ làm khá là nhiều việc, đi chụp ảnh gia đình này, sinh nhật mẹ này, rồi đi Hà Nội này. Nên thời gian nó cũng không được nhiều, nhưng phải tranh thủ. Tại vì Chí thì chưa được đi Hà Nội bao giờ, cũng muốn cho đi một lần. Cây tre không hề có nắng luôn. Hôm nay là sinh nhật mẹ mình và cũng là cái ngày cuối cùng mà nhà mình ở đây chơi trong cái chuyến đi về lần này. Ngày mai thì cả nhà mình sẽ bay về Sài Gòn lại rồi. Nghe là về từ thứ bảy cho đến thứ năm thì rất là dài đúng không? Gần một tuần lận. Nhưng mà tính ra thời gian nó trôi rất là nhanh nhá. Quay đi quay lại là đã hết rồi đấy. Ngày cuối cùng rồi đấy. Mà cảm giác chơi vẫn chưa đã, chưa làm được gì, chưa đi được đâu hết á. Một xíu nữa thì chắc là mình sẽ đi đặt hoa với đặt bánh cho mẹ. Ở Hải Phòng mình vẫn thích chọn mocha. Quen ăn mocha. Mặc dù là bây giờ đã có rất nhiều những cái hàng mới mở lên, hương vị gọi là cập nhật theo cái khẩu vị hiện đại, nhưng mà mình ấy kiểu là vẫn thích ăn mấy cái hương vị truyền thống ấy. Và Sài Gòn ăn rất là nhiều bánh kem mà vẫn nhớ mocha Hải Phòng. Đợt này về thì quyết tâm đi đặt mocha. Bôi kem chống nắng đã là xong. Bôi kem chống nắng như thế này thôi, nhưng mà chiều đến chụp ảnh không biết là có bị xóa đi không. Lần này nhà mình chụp ảnh so với cái ảnh cũ là đã có thêm 3 thành viên mới. Cái ảnh cũ chắc là chụp lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu năm rồi nữa. Từ cái hồi mà chị dâu mình còn đang mang bầu em bé thứ hai. Chính là nhím đó. Ta-da. Sẽ chèn thêm một cái hiệu ứng nhím ở đây. Từ hồi nhím còn ở trong bụng mẹ. Bây giờ nhím đã lớn đùng đoàng rồi mà vẫn chưa update lại ảnh gia đình, cho nên hôm nay sẽ đi chụp ảnh gia đình. Sẽ có thêm nhím nè, Chí nè, Min nè. Đó, xong.
vừa không? Rộng không? Hơi rộng. Chị nhìn ngắm á. Chạch nhau nhiều à? Sao nào? Xinh hơn nào? Ôi trời ơi, xinh cá. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Ngoại đi kiên tâm miếng thổi phù phù cầm một cái bà thấy nóng bà không nóng được không miếng thổi nào bà cảm ơn cả nhà nha cảm ơn tất cả các con các cháu nha. Gặt. Gặt. Thế con thơm bà cái nào? Con thơm à? Oh.